Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang xem bản tin An Viên 24 giờ của kênh truyền hình An Viên. Bản tin An Viên 24 giờ hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng nay 26 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Giáo hội Chùa Quán Sứ Hà Nội đã diễn ra hội nghị sinh hoạt hành chính giáo hội năm 2020 khu vực phía Bắc. Được ra mắt từ năm 2019, mạng xã hội Muta trở thành nền tảng công nghệ quan trọng, truyền thông điệp từ bi, hòa ái, nhân văn đến người Phật tử và cộng đồng. Trong xã hội hiện đại, đối với giới trẻ, thiền góp phần giảm bớt áp lực tâm lý, cân bằng giữa thân và tâm, đem lại sự an nhiên tự tại, gia tăng khả năng tập trung, sáng tạo, niềm lạc quan trong cuộc sống. Sáng nay ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Giáo hội Chùa Quán Sứ Hà Nội đã diễn ra hội nghị sinh hoạt hành chính giáo hội năm 2020 khu vực phía Bắc. Nhị vị Hòa thượng Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Hòa thượng Thích Thanh Đàm đã quang lâm chứng minh hội nghị. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự đã chủ tọa hội nghị với sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 29 tỉnh thành phía Bắc, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an. Hội nghị đã nhìn lại các hoạt động Phật sự trong 5 tháng đầu năm 2020 và đưa ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động Phật sự của giáo hội bị gián đoạn. Nhiều chương trình, kế hoạch Phật sự của các ban, viện trung ương, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đã phải tạm dừng, tạm hoãn. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo, sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Giáo hội, nhiều Phật sự quan trọng vẫn được vận dụng tổ chức với khung cảnh trang nghiêm, thể hiện tinh thần Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai mạnh mẽ, phù hợp với xu thế của cách mạng công nghệ 4.0. Riêng đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 được tổ chức trực tuyến từ Trung ương Giáo hội đã thu hút 200.000 lượt người theo dõi. Mục tiêu của giáo hội là chúng sinh được an lạc này, rồi các chùa thì hàng ngày luôn luôn tụng các bộ kinh như Phổ Môn Dược Sư để cầu nguyện làm sao được thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, rồi những cái dịch bệnh nó cũng tan dần đi. Sự đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận xã hội cao của Phật giáo cả nước chung tay cùng xã hội phòng chống dịch COVID-19 được thể hiện ở những hành động rất cụ thể như kêu gọi nguồn lực, ủng hộ thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát trùng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhiều thành phần trong xã hội. Công tác từ thiện nhân đạo đến với người khó khăn, nhân dân vùng hạn mặn cũng được các cấp giáo hội tích cực triển khai. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng là sinh hoạt giãn cách, rồi đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn và đặc biệt là vận động công tác từ thiện để quyên góp cho Trung ương Giáo hội cũng như là làm từ thiện tại địa phương tỉnh Thái Nguyên, góp phần với chính quyền cũng như là giáo hội đẩy lùi các cái hoạt động về phòng chống dịch COVID. Thời gian tới, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự các địa phương có những điều chỉnh phù hợp khi thực hiện khóa tu mùa hè, có nội dung sinh hoạt chặt chẽ để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp một cách hữu hiệu. Tổ chức tốt khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2564, dương lịch 2020, theo thông bạch hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Tăng sự Trung ương và các công tác Phật giáo quốc tế. Khóa tu mùa hè trong năm nay ấy, thì cũng Ban Trị sự cũng đang bàn và tính đến cái việc mà tại vì là học sinh vì cái dịch nghỉ quá dài thì trong dịp hè thì có được nghỉ không? Nếu không được nghỉ thì cũng chỉ tổ chức các khóa tu vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần cho các trẻ có cái điều kiện, có môi trường đến chùa để tu tập. Từ nay đến 6 tháng cuối năm thì phải khi cái dịch nó đã tạm ổn thì chúng ta phải có những cái văn bản của Trung ương Giáo hội để thúc đẩy cho tất cả tăng ni trong toàn quốc để cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chuẩn bị cho cái năm 2021 là Đại hội Phật giáo cấp huyện
rồi đến cho tiến tới Đại hội Phật giáo cấp tỉnh và tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đánh giá cao những hoạt động của giáo hội và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục có những đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 tại chùa Hòa Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, 152 tăng ni sinh bắt đầu tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào hai lớp cao trung cấp giảng sư khóa 11 2020-2023. Cũng trong thời gian này, ban tổ chức lớp học cũng tổ chức thi tốt nghiệp cho khóa 9 năm học 2017-2020. Mặc dù khóa 9 được hoàn thành đã lâu, nhưng vì ảnh hưởng dịch COVID-19 nên đến hiện tại các giảng sinh mới bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Song song đó, lớp đào tạo giảng sư đầu vào của khóa 11 cũng có sự đăng ký dự tuyển của 115 tăng ni thi cao cấp và 37 tăng ni thi trung cấp. Hôm nay thấy một cái điều, mặc dù là mùa dịch nó diễn ra khắp cả nước, khắp thế giới, nhưng mà tinh thần học hỏi của tăng ni giảng sinh đó, là phải nói rằng cũng không có gia giảm. Cho nên đó là một cái điểm mà cũng thấy phấn chấn trong cái tinh thần học tập của chư tăng ni giảng sinh. Điều kiện để được dự tuyển, đối với lớp cao cấp giảng sư, tăng ni phải tốt nghiệp cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam hoặc trung cấp giảng sư. Có tuổi đời từ 28 đến 45, đã thọ đại giới và có tuổi đạo từ 3 hại trở lên. Đối với trung cấp giảng sư, tăng ni sinh phải tốt nghiệp trung cấp Phật học, tăng ni xuất sắc trong hội thi diễn giảng tại các khóa an cư kiết hạ, có tuổi đời từ 26 đến 40, đã thọ đại giới và có tuổi đạo từ 1 hại trở lên. Thí sinh dự tuyển bằng hình thức thi viết và thi diễn giảng. Mỗi bài diễn giảng sẽ có 5 phút dự thi. Khóa học dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động Phật sự đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, mạng xã hội Phật giáo Buddha được xem là nền tảng công nghệ quan trọng, truyền thông điệp từ bi, hòa ái, nhân văn đến người Phật tử và cộng đồng. Mạng xã hội Buddha đồng thời hoạt động trên nền tảng iOS và Android. Điểm khác biệt của mạng xã hội Buddha là hoàn toàn do các kỹ sư Việt Nam tâm huyết với Phật Pháp sáng tạo và vận hành. Với giao diện bắt mắt, nhiều thông tin hữu ích được tích hợp, đây là địa chỉ truyền tải giáo lý đạo Phật đến với mọi người, giúp con người hướng thiện. Với mong muốn dùng công nghệ để lan tỏa việc hoàng dương Phật Pháp, Buddha đã được đội ngũ tăng ni và tử nghiên cứu rất là kỹ lưỡng về quy trình cũng như là công nghệ sao cho phù hợp nhất, để đồng thời cũng kết nối các cái sản phẩm dịch vụ công nghệ của các doanh nghiệp khác và nhằm cung cấp được các cái lợi ích lợi lạc cho tu tập. Buddha là sự đóng góp của cộng đồng Phật tử của cả nước với sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và có sự hỗ trợ đồng hành của các đơn vị lớn như là Viettel, HTD Media, Sonic và SBCorp. Mạng xã hội Buddha đã ra mắt từ năm 2019 tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia và chứng kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện Giáo hội Phật giáo nhiều nước trên thế giới, các ban ngành, đoàn thể, các ký giả, khách mời và các cơ quan truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế. Sau một năm hiện diện, mạng xã hội Buddha đã hoàn thiện nhiều tính năng như bản tin Phật giáo, nghe gọi và nhắn tin, livestream, truyền hình số, học viện Phật giáo và những tiện ích dành cho Phật tử. Thì có khoảng hơn 12 tính năng. Đó, các tính năng lớn thì ví dụ như là các cái tính năng về bản tin, các bản tính năng về video live stream, đấy, nghe gọi điện thoại giống như là những cái nền tảng OTT khác, các tính năng về truyền hình, tính năng về mua sắm giải trí game, đấy, và các tính năng về du lịch. Mục tiêu từ nay đến cuối năm, mạng xã hội Buddha sẽ có 50.000 tăng ni và 1 triệu Phật tử sử dụng. Đặc biệt, khi nghĩ đến tu tập, tăng ni Phật tử sẽ dùng mạng xã hội này để tăng trưởng đạo tâm, đạo hạnh. Cài đặt xong ứng dụng Buddha thì em cảm thấy là nó rất có lợi ích cho những Phật tử như thanh niên bây giờ. Và bọn em có thể giao lưu với rất nhiều những Phật tử thuần thành khác để có thể học hỏi và trao đổi thêm nhiều cái kiến thức về Phật giáo và cũng như cách tu tập trong cuộc sống ạ. Với những ưu thế vượt trội, mạng xã hội Buddha là một trong những công cụ giúp Phật giáo lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ. Vào ngày 19 tháng 5, gần 200 tăng ni sinh du học sinh tại Ấn Độ đã trở về Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tập trung trước đợt phong tỏa lần thứ tư tại nước này do dịch bệnh COVID-19. Tại đây, tăng ni sinh luôn nhận được sự quan tâm chu đáo từ giáo hội các cấp cũng như các đơn vị.
Theo đó, ngày 24 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến thăm và động viên các tăng ni sinh trở về từ Ấn Độ đang thực hiện cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Trà Vinh và trường quân sự tỉnh Tiền Giang. Tại đây, đoàn đã trao tặng 180 phần quà đến tăng ni sinh, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Ngoài ra, đoàn cũng tặng nhiều nguyên liệu, thực phẩm cho các đơn vị thực hiện cách ly. Tại mỗi điểm đến, đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đều được đại diện trường quân sự thân mật đón tiếp, bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của chư tôn đức tăng ni chung tay với chính quyền chăm lo cho đời sống người dân, cán bộ đang thực hiện cách ly. Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với nhóm cháo tỉnh Thương Long Hoa, thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương vừa làm lễ động thổ khởi công xây dựng cầu nông thôn tại ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ kinh phí xây dựng cầu do nhóm cháo tỉnh Thương Long Hoa cùng các đơn vị, cùng các mạnh thường quân Phật tử gần xa đã phát tâm đóng góp, giúp đỡ người dân và các em học sinh địa phương có thể đi lại dễ dàng và an toàn hơn khi mùa mưa bão đang đến gần. Dịp này, Đại Đức Thích Minh Khải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, gửi lời cảm ơn tới các đơn vị cá nhân cùng chính quyền địa phương đã phát tâm hỗ trợ để có thể khởi công xây dựng cây cầu mới, góp phần hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn mới. Được biết, cây cầu sau khi hoàn thành sẽ có chiều ngang 2,5m, chiều dài 22m, dự kiến được xây dựng hơn một tháng tới. Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức tháng nhân đạo năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Hội An Đông và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lấp Vò đã triển khai mô hình chợ nhân đạo với chủ đề Phiên chợ tình người, nụ cười hạnh phúc. Phiên chợ diễn ra sáng nay ngày 26 tháng 5 tại Chùa Thiên Phước, huyện Lấp Vò. Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Ngung, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lấp Vò cho hay, phiên chợ được tổ chức nhằm hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người hiến máu tình nguyện, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại phiên chợ, các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, đậu, nước tương, bột ngọt, đường được trao tặng miễn phí đến những hoàn cảnh khốn khó. Đại diện Chùa Thiên Phước, nơi diễn ra phiên chợ và cũng là đơn vị đồng hành cho biết, hoạt động nhân đạo này mang tính thường niên của chùa, thể hiện lòng nhân ái, góp sức cho công tác từ thiện nhân đạo, an sinh, xây dựng cộng đồng đoàn kết, chia sẻ đến những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân tới trăm hoa nở, việc trôi qua trước mắt, cái già đến trên đầu. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Bài thơ nổi tiếng của Mãn Giác Thiền Sư có lẽ là một bài thơ tiêu biểu nhất của thơ thiền Phật giáo. Quan niệm về cuộc đời con người, về kiếp phù sinh có lẽ không tôn giáo nào như Phật giáo. Xem cái chết, sự ra đi rất nhẹ nhàng, an nhiên và cũng luôn ngời sáng một niềm tin, một tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Giáo lý của Đạo Phật có thể được xem như là lời khuyên thực tiễn về cách sống tốt, lành mạnh, có ích cho mình, cho người. Cách sống mà Đức Phật quy định cho những đệ tử không chỉ là khuôn mẫu có giá trị ngày nay, mà còn là một cách sống vững vàng về đạo đức, quan tâm đối với người khác. Lối sống này cũng được xem như là cơ sở cho việc rèn luyện trạng thái tâm an nhiên. Để giữ cho tâm trí được thuần tịnh, tỉnh giác và sáng rõ, cần phải có một đời sống chánh niệm, đạo đức, không nuông chiều bản năng. Nhà Phật gọi đó là thiền. Việc thực hành thiền sẽ giúp ta xa rời sự sân hận, mưu toan, sợ hãi, làm cho tâm thần được an bình, thanh thản. Thiền Phật giáo đã đến với đời như thế. Thiền là cái căn bản cốt lõi của Phật giáo, đúng như vậy. Nhưng rồi bây giờ, thiền không còn nằm trong các cái tu viện im lặng trên núi, trên non, hay là trong những cái tu viện lớn có tăng ni đông đảo, mà thiền đã đi vào đời sống của người dân, của tất cả mọi thành phần của xã hội. Cho nên có thể nói thiền là một môn khoa học tâm linh, là gia tài quý báu của Đạo Phật để hiến tặng cho thế giới. Vì vậy có thể nói đúng là của Phật giáo, nhưng bây giờ vượt ra ngoài cái ý nghĩa tôn giáo, hay là không phải là riêng
là cái giá trị tinh thần của Phật giáo nữa, mà đi sâu vào quần chúng. Mà chính đó là cái điều mà Đạo Phật có thể hiến tặng thế giới. Với những giá trị to lớn, thiền đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, tôn giáo đặc sắc toàn cầu, giúp Phật giáo hội nhập với văn hóa phương Tây và lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Trong xã hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã tác động tới mọi mặt đời sống của con người. Có thể nói chưa bao giờ nhân loại đạt được những thành tựu to lớn như ngày nay, nhưng cũng chưa bao giờ con người dễ bị tổn thương như ngày nay. Chiến tranh, khủng bố, ô nhiễm môi trường, bệnh dịch, các tệ nạn xã hội. Cùng với cường độ lao động căng thẳng, sức ép của sự cạnh tranh khốc liệt tạo nên sự căng thẳng thần kinh, từ đó dẫn tới những hệ lụy vô cùng khủng khiếp. Và giới trẻ chính là đối tượng phải đối mặt nhiều nhất với những điều này. Trong bối cảnh đó, thiền Phật giáo có tác dụng rất lớn đối với việc trị thân bệnh và tâm bệnh cho con người. Và ngày càng nhiều, có nhiều bạn trẻ tìm đến với thiền. Sống tỉnh thức, mở rộng trái tim, thực hành chánh niệm hoặc khai mở tuệ giác. Đây là những điều mà hầu hết các bạn trẻ khi đến với thiền đều hiểu rất rõ. Họ đến với thiền bởi năng lượng từ thiền định mang đến trạng thái tĩnh tâm, giúp bộ não được nghỉ ngơi, phục hồi khả năng tự điều chỉnh, từ đó cải thiện các chức năng tâm lý và sinh lý. Sau khi đến với thiền viện và được thực hành theo đúng phương pháp thiền của Phật giáo, thì dần dần mình quay lại làm chủ thân tâm của mình hơn. Và những cái phiền não đau khổ trong cuộc sống đấy dần dần được hóa giải. Vì vậy là tôi đến với thiền. Trong cái thời ngồi thiền ấy, thì tôi trở về với chính con người của tôi. Vì thiền chính là trong hơi thở, thiền chính là tìm lại được chính mình, tìm lại cái vị Phật của mình. Tôn chỉ của thiền Phật giáo là nhận ra bản thể, chân tâm của chính mình, tức giác ngộ. Nhưng thiền đôi khi cũng được hiểu như là một trạng thái an lạc, tự tại, bình thản, không thủ chấp ở trong tâm của chúng ta. Theo Phật giáo, một người tâm thức luôn vọng động thì người ấy không mạnh khỏe về tâm thần. Điều này không những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe vật lý. Như vậy, thiền hay thực hành chánh niệm là một phương tiện quan trọng cho việc có được sức khỏe tâm thần. Khi thân tâm thanh cao, quán suốt được mọi pháp, lập tức trí huệ vô sư sẽ phát sinh. Khi mà đến với thiền viện đó thì thứ nhất là được nghe pháp, được ngồi thiền và mình tìm thấy cái sự bình an trong cái tâm của mình, nhìn lại được cái chính mình, những cái sai lầm mà trong cuộc sống mình xảy ra và mình không còn thấy thất vọng nữa. Mình thấy hiểu được là thế nào là nhân quả, thế nào là cái mình đã gieo nhân gì, gặt quả gì và mình vượt qua được cái khó khăn. Thì khi đến với thiền ấy, thì mình thấy là có một cái lợi lạc là mình được nhìn lại thấu cái con người của mình, tìm được sự bình yên và mình có được cái sự sáng suốt để đối diện với cái cuộc sống và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và sau đó thì mình thấy cuộc sống của mình nó rất là an lạc. Sau một thời gian học thiền thì tôi cảm thấy chuyển hóa được thân tâm rất là tốt. Tôi làm chủ được một số những cái thuận nghịch trong cuộc sống. Tôi sống hòa thuận với mọi người hơn, tâm được an lạc, thảnh thơi hơn so với cuộc sống trước đây. Khi thực sự hiểu rõ về năng lượng và bản ngã, con người sẽ sáng suốt hơn, biết cách điều khiển về nhận thức, trí tuệ và giúp bạn hiểu rõ bản thân, vượt qua những nỗi sợ hãi và tập trung vào mục đích trong cuộc sống. Đến với Phật giáo, thiền trở thành khát vọng chinh phục nội tâm để làm chủ bản thân mình trong vũ điệu giao hòa, thân tâm bất tận. Đi vào trong đời sống con người, thiền đã trở thành giá trị chân, thiện, mỹ của sự hòa nhập giữa khoa học, đạo đức và nghệ thuật. Mà tuổi trẻ thì luôn khao khát và nỗ lực hướng tới những điều đó. Tuổi trẻ là tuổi mà nhiều năng động, hiếu động, sôi động, thì cũng phải cần cái nền tảng căn bản thiền tập, tức là một cái tâm tĩnh lặng soi đường. Vì vậy chúng ta có thể nói là thiền rất là phù hợp cho tuổi trẻ. Trong xã hội hiện tại, đặc biệt với giới trẻ, thiền góp phần giảm bớt áp lực tâm lý, cân bằng giữa thân và tâm, đem lại sự an nhiên, tự tại, gia tăng khả năng tập trung, sáng tạo
niềm lạc quan trong cuộc sống. Thiền là cái trạng thái buông thư, tĩnh lặng, cân bằng về mặt tâm lý để sau đó áp dụng cho mọi hoạt động nó được có hiệu quả tốt. Tuổi trẻ nếu mà được thiền tập thì rất căn bản cho mọi cái hiếu động của mình, và cái hiếu động đó được soi sáng bởi một cái tâm định tĩnh sáng suốt. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt với giới trẻ, thiền góp phần giảm bớt áp lực tâm lý, cân bằng giữa thân và tâm, đem lại sự an nhiên tự tại, gia tăng khả năng tập trung, sáng tạo, niềm lạc quan trong cuộc sống. Thiền cũng góp phần chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo do áp lực của cuộc sống gây ra. Thiền Phật giáo là một phương pháp cao thượng, chấp nhận thực tế. Nó là phương cách thực tiễn nhất để đối diện với thực tế đời sống. Tìm về chánh pháp, tìm về với thiền cũng chính là con đường tìm về với an lạc với mỗi chúng ta. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo. Trong phần tiếp theo của chương trình, đầm sen ở huyện Thanh Oai, Hà Nội chỉ trồng duy nhất loài sen màu trắng tinh khôi. Nơi đây mỗi tuần thu hút hàng trăm lượt du khách đến chụp ảnh. Tại miền đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên, có một cô gái 28 tuổi đã bỏ qua nhiều cơ hội nghề nghiệp để kêu mang chăm sóc trẻ mồ côi. Thưa quý vị, Hà Nội mỗi tháng trong năm lại có một loài hoa mang đặc trưng riêng. Và cứ cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, hoa sen loài hoa nở rộ những ngày đầu hè, lại ngát hương khoe sắc làm say đắm lòng người. Hoa sen Hồ Tây không ai còn xa lạ nữa, nhưng hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một đầm sen trắng chỉ cách trung tâm thủ đô 20 km, đang là địa điểm lý tưởng, thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh. Chụp ảnh hoa sen là một trong những sở thích của bà Tâm vào mỗi dịp hè. Những năm trước, sen Tây Hồ là lựa chọn của bà. Nhưng năm nay, vẻ đẹp thanh khiết, cánh hoa trắng muốt xếp so le, sát nhau của sen trắng đem đến cho bà Tâm rất nhiều cảm xúc khi ghi lại những khoảnh khắc đầm sen vào một buổi sáng đầu hạ. Tôi là một người rất là yêu sen. Năm nay được biết tin ở gần Hà Nội như thế này lại có một cái vườn sen trắng đẹp tuyệt vời như này. Tôi thấy có rất nhiều cảm xúc bởi vì hoa sen là thể hiện cho tính cách rất là cao quý nhất của con người, cho nên là tôi muốn ghi lại những cái hình ảnh đẹp như thế này. Sen trắng trồng rất khó và mọi năm là chúng tôi phải đi rất xa, tận Hưng Yên hoặc là sang bên Gia Lâm. Đầm sen trắng độc nhất vô nhị ở Hà Nội này nằm tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Cách trung tâm khoảng 20 km là địa chỉ chụp ảnh lưu niệm của nhiều người. Để thu được những khoảnh khắc ê ấp, tinh khôi nhất của sen trắng, họ phải thường đến đầm sen từ rất sớm. Nên là hoa sen thì nó chỉ có mùa thôi. Và nó rất là thơm và nó đúng là cái hương vị riêng của Việt Nam mình, cho nên là tôi rất thích đi chụp sen. Đây là lần đầu tiên mà tôi đến đầm sen này, thì quả thật là tôi rất là thích đi chụp những cái đầm sen, và nhất là vào những cái mùa sen như này. Thì lần đầu tiên và tôi thấy một cái đầm sen nó rất là đẹp, bởi vì là nó có một cái đặc trưng riêng là nó chỉ là có một màu trắng không thôi. Còn với những cái đầm khác thì nó là sen thường ở Hà Nội hoặc những cái tỉnh vân cận thì nó là sen hồng. Và đây là một cái đầm mà tôi nghĩ là đấy là một cái địa chỉ và một cái nơi mà khám phá của những người yêu thích sen. Cả vườn sen trắng muốt một màu như câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Cuối mùa sen vẫn còn hoa, trắng trong tinh khiết như là nữ nhi. Gió khen cởi yếm xuân thì, làn hương e ấp thơm khuy lòng cài. Mỗi người phụ nữ có một hành trình thật kỳ diệu, thiêng liêng nhưng đầy gian nan, khó nhọc nhưng đầy hạnh phúc, đó là hành trình làm mẹ. Tại miền đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên, có một cô gái 28 tuổi
với giọng hát cao vút, đứng trước nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nghệ thuật, nhưng lại lựa chọn làm gần nhà để thuận tiện cho việc làm mẹ của hai con. Điều đặc biệt là hai người con ấy đều được cô nhận nuôi từ hoàn cảnh rất đặc biệt. Chúng tôi gọi đó là sự lựa chọn của trái tim. Tây Nguyên, miền đất có cái gió thơm vị cà phê, có cái nắng vàng như xót mật. Cũng là nơi một câu chuyện về lòng tốt hệt như cổ tích được bắt đầu. Thứ bảy chủ nhật là được nghỉ, hay là đi theo mẹ đi vào làng vùng sâu vùng xa. Đúng ngày thứ bảy ngày hôm đó là người mẹ đã sinh ra em bé, nhưng mà không may mắn là người mẹ đã chết. Phong tục của họ là khi mẹ chết là phải giết cả con. Là nghe người ta nói như vậy là kêu mẹ ơi, mình phải đi cứu em bé thôi, chứ tự nhiên em bé đang còn sống như vậy là chôn sống là không có được. Đồ đạc có thể cho nhau nhưng mà con người thì không thể kiếm ra được. Bằng tất cả mọi cách gia đình nuôi em bé về. Lúc đó là em mới 16 tuổi. Gia đình không mấy khá giả, bởi thế nhận em bé về nuôi là đồng nghĩa với việc cô gái trẻ ấy phải làm đủ mọi việc để có tiền nuôi con. Từ dệt vải, đi móc mủ cao su, đến chăn bò, nuôi heo. Cứ thế, cậu bé Y Song lớn lên từng ngày bên tình yêu thương của những người không phải máu mủ ruột già. Qua một chuyến công tác, hôm đó là buổi sáng đi diễn, có một em bé vứt ngoài nghĩa địa. Em nghe tin như vậy là em không biết suy nghĩ trong đầu em sao, nhưng mà em nghĩ là phải bằng mọi cách là cứu em bé đã. Em cũng có gọi điện cho bố, kêu bố ơi, bố chở con về với con có một em bé. Thì ông già với bà già quá mừng. Ông già sẵn sàng biểu bên là đem qua đây, tại vì sống nhân đạo, thương người lắm. Ông già không phân biệt ai hết á. Năm 2014, Y Song có thêm một người em. Ông bà có thêm một người cháu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gánh nặng áp lực nhân gấp đôi trên vai cô gái trẻ. Nhiều lúc em ra ngoài đường người ta cũng nói, gái chưa chồng mà hai đứa con, nhưng em không suy nghĩ một cái gì hết đó. Tại vì em nghĩ là, nhưng mà trong tâm em hạnh phúc lắm. Vì em nghĩ tại sao em giỏi đến mức độ mà như thế, em cứu được hai mạng người. Em chỉ nghĩ như vậy thôi, và ba mẹ em rất là ủng hộ em và hiểu em. Mong muốn là cho tất cả mọi người biết đến. Thực sự em bé nó vô tội lắm. Nó cũng là một cái thiên thần nhỏ bé thôi, nó cũng được một lần sống. Tại vì 9 tháng 10 ngày mà chị cũng làm người rồi chứ. Mặc dù em không phải là người sinh ra các con, nhưng mà em thương các con nhiều lắm. Nhiều lúc em cũng có khi em còn hiểu hơn cả người mẹ đẻ ra. Bản tin An Viên 24 giờ xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.